Bonjour, Monsieur Don Bosco. C'est un honneur pour nous de vous avoir ici. Kính chào ông Don Bosco. Thật hân hạnh được đón tiếp ông ở buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Xin ông chia sẻ vài cảm nghĩ với đồng bào chúng tôi. Alors ma pensée, elle va évidemment à, en premier lieu aux personnes, évidemment à ceux qui étaient sur en mer de Chine il y a 40 ans lors de cet exode dramatique. C'est bon de commémorer des événements comme celui-ci. On a un devoir de mémoire. On doit penser pour savoir où l'on va. On doit savoir d'où l'on vient. Et donc c'est une pensée très forte. Et évidemment aujourd'hui. Trước hết, tôi nghĩ đến thảm trạng của những người di tản trên biển Đông cách đây 40 năm. Chúng ta có bổn phận phải tưởng nhớ, vì cần phải thấu hiểu mình từ đâu đến, để biết được là mình sẽ đi đến đâu. Chúng ta không nên quên rằng người tị nạn ra đi vì bị đàn áp, vì thiếu tự do, và tình trạng này vẫn không thay đổi. Với tư cách là Bộ trưởng Chính phủ, tôi ngợi khen thành quả của cộng đồng người Việt ở Geneva cũng như ở Thụy Sĩ. Họ đã trở thành công dân gương mẫu của bản xứ, nhưng vẫn bảo tồn được văn hóa truyền thống. Đó là một sự kiện làm phong phú xã hội, mang lợi ích lại cho tất cả mọi người. Ces deux cultures et une richesse pour tous les gens et pour notre société. Et donc moi je dis félicitations à la communauté vietnamienne ici à Genève et en Suisse pour le travail qu'ils font. Bon, pour bien se développer, il faudrait avoir un terrain. Ông đã có kinh nghiệm là chúng ta cần một mảnh đất phì nhiêu để được tăng trưởng. Chúng tôi hy vọng ông tiếp tục giúp đỡ các cộng đồng người quốc hội nhập tốt vào xã hội Thụy Sĩ. Xin cảm ơn ông rất nhiều. C'est la clé, l'intégration c'est la clé. Moi-même je suis issu de l'immigration et le pays tôi cũng thuộc thành phần di cư. Gia đình cha mẹ chúng tôi đã đến đây từ nhiều năm. Sự hội nhập là một yếu tố rất quan trọng và đó cũng là niềm hãnh diện của Geneva. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Rất hân hạnh. Bonjour et bienvenue dans le parc du château. Nous avons le plaisir de vous accueillir au pied de cette très jolie petite. Kính chào quý vị. Tôi hân hạnh được đón tiếp quý vị ở cạnh bia tưởng niệm thuyền nhân, một tấm bia nhỏ nhưng rất quan trọng đã được khánh thành trong công viên Khăn Sô Cô Nê này cách đây 10 năm. Plaisir d'accueillir sur son territoire. Monsieur le maire. Oui, voilà, donc le rappel aussi que cette stèle est pas très éloignée dans des fragments enfin dans le fragment. Tôi xin nhắc lại là tấm bia này không xa nơi đặt hai mảnh tường Ba Linh và cách đây 5 năm, con đường tự do đã được khai trương để nối liền hai nơi này, hai nơi biểu tượng cho hai cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ. Xin cảm ơn bà đã đến với chúng tôi. Kính chào bà Phonax, xin cảm ơn sự hiện diện của bà. Bà muốn nói điều gì để khuyến khích tinh thần chúng tôi không? Alors ces 40 années de commémoration aujourd'hui sont évidemment sous le signe de la mémoire, le signe bien sûr de la tristesse, de la reconnaissance du courage de toutes celles. Ngày lễ 40 năm hôm nay là để tưởng nhớ, để nhắc lại nỗi đau buồn và để công nhận sự can đảm của những người đã chọn con đường ly hương. Tôi hy vọng một số đã tìm được thanh bình ở Khăn Sô Cô Nê cũng như ở Geneva. Chúng ta cùng nhau nhớ lại những người đã vạch cho chúng ta hướng đi, cùng nhau hướng về tương lai. Xin cảm ơn sự hiện diện của cộng đồng Việt Nam và tất cả những đóng góp của quý vị. Geneva sẽ không hẳn là Geneva nếu thiếu cộng đồng người Việt. Parce que sans vous, Genève ne serait pas tout à fait pareil. Merci infiniment. Merci beaucoup. Xin cảm ơn bà. Bà làm chúng tôi thật phấn khởi. Alors nous avons célébré aujourd'hui au Grand Saconnet à Genève le 40e anniversaire de l'arrivée des boat people. Une tragédie dont chacun se souvient en Suisse. C'est un moment important pour nous et c'était un honneur de recevoir des membres de la communauté vietnamienne dans plusieurs pays d'Europe, au Danemark, en Norvège, en France, en Allemagne, en Belgique. Chúng ta vừa cử hành lễ tưởng niệm thảm nạn thuyền nhân mà Thụy Sĩ ai ai cũng còn nhớ. Hôm nay là một ngày quan trọng. Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp các phái đoàn từ nhiều quốc gia châu như Đan Mạch, Na Uy, Pháp, Đức, Bỉ. Sự hội nhập của người Việt Nam ở các nước mà họ được định cư rất đáng chú ý. Họ thích ứng vào phong tục của nơi họ đang sống, nhưng vẫn bảo vệ và phát huy truyền thống của họ.
cũng nên nhấn mạnh là vì chế độ độc tài và vì không được tự do mà người Việt đã bỏ nước ra đi từ năm 1975. Tình trạng của nước Việt Nam hiện nay không thay đổi vì vẫn còn tù nhân chính trị, nhân quyền không được tôn trọng, không có tự do ngôn luận. Đối với người Thụy Sĩ và cô Duy Nam chúng tôi, sự tranh đấu của người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại rất đáng khâm phục vì họ hành xử thông minh và bất bạo động. Họ chứng tỏ cho nhà cầm quyền thấy là cần phải thay đổi đường lối cai trị. Petit à petit, elle pousse les autorités à admettre et à démontrer que un changement va être nécessaire.